Hello, xin chào anh em nhé. Hôm nay mình mới về được thêm mấy nghìn viên pin nữa anh em này. Đấy, đợt này thì mình có pin 33140 nữa nhé. Đợt này thì mình lấy thêm vài nghìn viên nữa rồi cho anh em sử dụng. Đấy, tại vì rất là nhiều anh em yêu cầu cái pin này. Mình thì lại ngán cái khoản là hàn cái cực đồng này. Đấy, nên là mình cũng ngán ngẩm cái khoản đấy nên mình không lấy về nhiều. Thì đợt này thì bên mình sẽ lấy thêm vài nghìn viên này về để cung cấp cho anh em. Thì 32140 thì bên mình có rất là nhiều. Đây là thùng 32140 này. Thì thùng này thì mình đã nhập cực kỳ nhiều rồi và đã bán cho anh em rất là nhiều rồi. Đấy, anh em có thể mua lẻ trên Shopee hoặc là mua ngoài, mua số lượng lớn này. Đó, pin này thì có cái nồi trở và dung lượng rất là ok các bạn ạ. Mình đã nhập về cực kỳ nhiều cái dòng pin này rồi. Đấy, cái này thì mình không nói nữa nhé. Bây giờ mình sẽ vận chuyển hết cái chỗ này về. Ở đây thì có mấy nghìn viên thôi anh em ạ. Thì xe bên mình sẽ vận chuyển bằng hai cái xe. Mình lấy cả xe con của mình để đem đi vận chuyển. Đây anh em ạ, thì chủ yếu là mình quay cái pin 33140 này. Để pin này vì mình cũng không lấy nhiều, lấy vài nghìn viên thôi. Thì ở đây thì 32140 thì mình đã quay rất là nhiều rồi. Nói chung là 32140 thì mình nhập liên tục anh em ạ. Nhập số lượng cứ vài nghìn viên một lần ấy. Đấy, thì về cứ là hàng hết cái mình lấy. Cái này thì mình quay qua cho anh em rồi. Chủ yếu là lô 33140 này. Đó. Cái này thì mình không hàn đầu kém nha anh em. Đấy, pin mới thì nó sẽ là không có dấu hiệu gì ở đây cả, không mài không dúa gì cả. Pin này thì mình cũng tính là hàn cái đầu kém về hàn cho nó dễ, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì sau này mình hàn bằng laser ấy thì là mình không hàn bằng cái đầu kém, sau mình hàn bằng laser luôn. Đó, thì ở đây thì 33140 đợt này nó cũng rẻ ngang ngửa với pin này anh em ạ. Đấy, trước đây thì nó sẽ là đắt hơn cái pin này một xíu, thì bây giờ nó này rẻ ngang ngửa với pin này, vẫn là giá 95k một xeo nhá. Pin này thì vẫn là 95k một xeo. Bao cho anh em là hàng loại A, dung lượng là 15,3 đến 15,5 AH. Thì cái này thì mình bán thường xuyên rồi, nó gần là ngày nào mình cũng bán rất là nhiều. Đấy, anh em có thể lên Shopee của mình ấy, thì pin 33140 thì mình cũng sẽ đăng ở trên Shopee nhá. Anh em có thể lên Shopee mua, giá 95.000 một xeo. Đấy. Ở đây thì cái này thì mình đã quay rồi này, điện áp của nó là 3,2 295 đến 3.3V, một thùng này là 40 viên. Anh em mua lẻ hoặc là mua số lượng lớn, mà mua số lượng lớn cần thương lượng về giá ấy, thì anh em có thể liên hệ bên mình nhé. Ở đây mình sẽ kiểm tra qua một vài viên cho anh em xem về 33140 nhé. 33140 thì lô này nhìn mẫu mã thì cũng khá là đẹp anh em ạ. Về chất lượng nhìn mẫu mã thì rất là ok, nhưng không biết là dung lượng các thứ thế nào, mình sẽ test thử ok xem thử như thế nào. 33140 thì thông thường nó sẽ có dung lượng cũng như là 32140 kia thôi, nó sẽ là 15.2 đến 15.5 hoặc là 15.6, cái này tùy, nói chung là trên 15A khi anh em test bằng máy. Về cái pin này thì phần nồi trở nó sẽ là khoảng tầm 1.8 đến 2.2 nhá. Pin này thì nồi trở nó sẽ 1.8 đến 2.2, còn pin bên này thì nó sẽ nồi trở tầm 1.5 đến 1.7 hoặc là 1.9. đấy. Đấy, viên này là 2.0 này. Đó, nói chung là 33140 thì trước giờ là nồi trở nó sẽ là như vậy anh em ạ. Tại vì nó cũng sẽ là qua trực tiếp ở cái cực đồng này này. Với lại là nồi trở chung của cái dòng pin này. Đấy, pin thì mẫu mã rất là ok anh em ạ. Đấy, mình lấy random cho anh em xem này. Đó, đầu cực đồng này. Đấy, sáng bóng luôn. Anh em có thể tranh thủ mua cái dịp này. Còn anh em mua khối mà đóng cho xe điện 16S ấy, thì anh em có thể liên hệ bên mình, hoặc là bên mình sẽ đóng khối hàn bằng laser, bên mình sẽ tính chi phí cao hơn nhé. Tại vì khi hàn bằng laser thì bên mình sẽ hàn bằng cực đồng chứ không phải là kém nữa. Bên mình đã sẽ hàn bằng cực đồng để cho anh em mua về đóng thì nó sẽ chắc chắn hơn. Đấy. Ok, thì anh em có thể liên hệ số điện thoại mình để trên màn hình này này. Đấy, hoặc là anh em mua số lượng lớn thì có thể liên hệ bên mình thương lượng về giá cả. Ở đây thì mình 33140 mình chủ yếu lấy vài nghìn viên về để cho anh em mua sử dụng thôi. Tại vì cái pin này thì mình cũng bán đều đều nhưng không được nhiều như pin 32140 này. 32140 này thì đợt này mình bán cực kỳ nhiều luôn. Anh em mua về đóng xe điện này, đóng lưu trữ năng lượng mặt trời này. Để có thể làm cái khối này, đặc biệt là mùa hè này, anh em mua 4 viên này về làm quạt, chạy cho một cái quạt động cơ không chuyển than ấy. Thì gần như là xuyên đêm được cho anh em luôn nhé. Đóng với mạch 4S 3,2V. Đó, pin này thì nồi trở rất là đẹp các bạn ạ. Pin này nồi trở thì nó sẽ là 1.5 đến 1.7, gần như là chung chung như vậy. Cao thì cũng khoảng tầm 1.9 thôi. Nói chung là ở dưới 2.0 là nồi trở rất là đẹp cho những cái dòng pin này rồi. Và dung lượng của nó mình đã test thử ở trên máy thì nó gần như là tương đương dung lượng ở trên vỏ thùng thôi, 15,3 đến 15,5 AH. Đấy, nồi trở ở dưới 2,5 mΩ là ok này. Hàng này thì hàng loại A nhá, được sản xuất đây mùng 5 tháng 4 năm 2024. Đây là cái lô mới mình nhập về. Pin này thì mình cứ nhập về khoảng tầm 2 tuần một lần. Đấy, hoặc là một tuần một lần, tùy vào cái số lượng mình nhập về mà nó nhanh hay thế, ít thế đấy. Còn pin này thì mình pin 33140 này ấy, thì mình lại bán ít hơn, tại vì mình ghét
ghét là hàn cái cực đồng đấy anh em ạ, nên là mình lại lười nhập về. Tại vì cái cực đồng đấy anh em phải biết hàn cơ thì may ra mới hàn được, còn không thì phải hàn bằng laser thì nó mới hàn được ở cái cực đồng này. Cực này thì rất là nhiều bạn khó hàn, nhưng mà mình đã có một cái video ấy hướng dẫn anh em hàn bằng cái cực đồng này rồi, bằng cái tay hàn bình thường thì cũng rất là dễ thôi. Cái này thì anh em chỉ cần là mài, lấy cái máy mài ấy, mài thật sạch ở chỗ này đấy, đắp thiếc vào là có thể hàn được ngay và bật một hàn với công suất mạnh nhất có thể. Thì cái cực đồng này anh em phải bật cái mỏ hàn mạnh nhất có thể này, anh em chạm vào thì nó mới dính được, còn để mỏ hàn cái nhiệt độ 350 các thứ ấy, thì sẽ không hàn được đâu. Rồi, ở đây thì mình về tạm mấy nghìn viên, anh em cần thì có thể lên Shopee của mình để mua lẻ nhá, hoặc là anh em có thể mua số lượng nhiều thì có thể liên hệ bên mình. Còn bây giờ chào anh em nhá. Link Shopee thì mình có để dưới phần mô tả nhé. Anh em mua với số lượng nhiều trên Shopee thì cũng được ếch mã giảm giá khoảng tầm 10% đấy, cũng được giảm khá là nhiều. Nếu mà anh em mua số lượng nhiều hơn nữa mà muốn miễn ship, hoặc là yêu cầu bên mình ví dụ anh em mua một thùng này chẳng hạn này, thì anh em có thể thương lượng giá về bên mình. Còn bây giờ chào anh em nhé. Anh em cần pin thì có thể liên hệ số điện thoại mình để chỗ góc màn hình này nhé.